Vâng, Khắc Thay Store, mua rẻ 365.com xin chào các bác nhé. Và nhớ đăng ký kênh Khắc Thay Store và kênh mua rẻ 365 để theo dõi sản phẩm video mới nhất. Hôm nay đang giới thiệu các bác cái sản phẩm bộ loa vi tính siêu khủng các bác nhé, rất là to, hoặc chúng ta có thể gọi là dàn âm thanh cũng được. Nó sẽ có hai loa vệ tinh rất là cao và loa trầm các bác nhé. Nghe sơ này là nghe rất là hay. Đấy, hàng của công ty Comac Việt Nam các bác nhé, phân phối. Đây cục trầm này, cục trầm các bác nhé, bác theo dõi nhé. Đây, cục trầm bát 17 các bác nhé, cục trầm kích cỡ của bát là 17. Ở đây là mà vệ tinh. Đấy, kích thước đây này. Dài 67. Tất cả hàng này hàng chính hãng các bác nhé, bảo hành 12 tháng. Bảo hành 12 tháng chính hãng. Đấy, đóng xốp phải rất cẩn thận nhé. Khi mà ship hàng cho bác, ship qua bưu điện thì thoải mái, rất đảm bảo các bác nhé. Đấy, xốp đóng gói như này, ta ship hàng trên mọi miền tổ quốc thì đều an toàn các bác nhé, rất tuyệt vời. Phải lo vệ tinh rất là nhiều xốp. Đây, hai cây rất là cao nhá. Bây giờ sẽ mở hộp cái thùng trầm này cho các bác. Đây, thùng trầm này các bác nhé, phiếu bảo hành này, dây kết nối điều khiển này, xốp đóng gói rất là cẩn thận các bác nhé. Đây là cục trầm. Trầm này trầm điện các bác nhé. Về kỹ thuật mà nói thì trầm này nó là trầm điện. Trầm điện nhưng mà nó lại trầm 2.1. Ta có thể coi như là cái trầm này là trầm điện 2.1, chúng ta nó đánh tiếng trầm này và đánh được cả loa vệ tinh nha các bác nhá. Đấy, trầm điện 2.1. Ví dụ những quả trầm bình thường ấy, trầm lớn ấy, thì nó chỉ là loa trầm đơn thuần thôi. Nhưng đây thì nó là trầm 2.1. Đấy, các cổng kết nối nhé. Đây nha, chúng ta kết nối này. Ta kết nối này. Output ở bên dưới này, chúng ta sẽ nối vào hai loa vệ tinh. Còn hai chỗ này, rác hoa sen thì chúng ta sẽ cắm dây 3.5. Dây hoa sen một đầu 3.5 để cắm với điện thoại. Ở đây Khắc Thành sẽ dùng Bluetooth các bác nhé. Đây công suất thật này, loa KS829 25W cộng mấy 8W nhân 2. Đây công suất thật các bác nhé. Thì nhà sản xuất là không ghi công suất tối đa. Số tối đa thì nó rơi khoảng 200W các bác nhé. Đấy, loa trầm là 6.5 inch, 17 cm, loa vệ tinh 3 inch x 4. Thế là mỗi loa cây này sẽ có hai loa vệ tinh. Các bác quan sát loa vệ tinh các bác nhé, rất là dài, dài 60 cm, cao năng này rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là chất. Đấy, các bác dựng hai bên tivi này quá tuyệt vời luôn các bác nhé, rất là chất. Thế giờ đây test âm thanh cho các bác. Thì test âm thanh thì các bác đeo tai nghe hoặc cắm loa vi tính hoặc là những cái dàn âm thanh có loa trầm các bác nhé. Đấy, thì chúng ta mới nghe được tiếng trầm thể hiện ở cái loa trầm này, chứ không thì chúng ta nghe loa điện thoại thì chỉ nghe được hai cái loa vệ tinh này thôi nhé, sẽ không thấy tiếng trầm, sẽ nghe nó thiếu tiếng bát các bác nhé. Muốn nghe giống thực tế chúng ta phải cắm loa trầm mà. Tần số của loa điện thoại nó thấp nên tôi không tái hiện được tiếng trầm kia. Mời bác nghe thử nhá. Đời có vui với ai?
ta có thể chỉnh bass check ở trên này các bác nhé, bass check cái volume ở trên điều khiển này.